thường thường mình đi ra ngoài sân bay mình đi ra airport là mình kiểm tra rất là kỹ càng rồi là biết mình không có mang nhớ là khi lúc mà khi đi qua security là mình không có được mang dao à, hoặc là mang những cái thứ mà họ cấm nhưng mà có một người đàn ông cũng rất là không may mắn trong cái cây gậy của anh ta đó thưa quý vị mà cái đó anh ta không biết là anh ta mua ở đâu hoặc là khi mua nó đã có rồi có cái lưỡi kiếm ở trong đó thưa quý vị ở trong hình à, trong cái hình đã được chiếu chiếu ra thưa quý vị thấy cái lưỡi kiếm nó nhọn như vậy không ở trong cái cây gậy như vậy nhưng mà các cơ quan an ninh giao thông vận tải sân bay quốc tế Logan ở Boston thưa quý vị đã phát hiện ra một cái lưỡi dao dài bên trong cây gậy của một du khách vào tuần vừa rồi và người đàn ông nói rằng là anh ta không hề biết có một cái con dao ở trong đó và phát ngôn viên của TSA đã đưa anh ta vô trong phòng và kiểm tra sau đó phải thẩm vấn người đàn ông này nhưng cuối cùng cũng để cho anh ta trở lại chuyến bay để mà đi từ vì anh ta không có biết có cái con dao ở trong cái cây của mình có thể là khi mua nó đã ở trong đó rồi nhất là khi mà đi mua những cái đồ mà cổ gara sale quý vị cũng thấy là đôi lúc người ta đã kiếm được những cái đồ vật cổ hoặc là những cái gì mà người ta giấu ở trong cái cây gậy chắc cái này là do hồi xưa nên người ta đã cho anh ta trở lại trong đó và bên cạnh đó cũng có một số uh, trường hợp xảy ra như vậy có những con dao găm đã giấu trong bàn chảy tóc hoặc là những con dao găm ở trong những cái hộp mà những cái cái cây lượt đó thưa quý vị không người bằng những người mà như khách họ không có biết đâu họ không có cố ý làm điều đó nhưng mà tự nhiên nó ở trong đó là khi người ta mua không biết sao nó đã ở trong đó rồi nên những cái vật dụng này nó thường xảy ra lâu lâu nó cũng xảy ra nó không có may mắn như vậy nhưng mà đó cũng là một trong những cái vấn đề mà khi mình đi lên máy bay mình nhớ kiểm tra kỹ càng chứ không thôi mình cũng rắc rối lắm của việc người ta phải đưa vô trong vòng đôi lúc mình trễ chuyến bay nữa đúng không lê thái dạ vâng à, trường hợp này nhiều lắm thưa quý vị chứ không phải ít đâu nhưng mà tốt nhất là khi mà chúng ta đi rồi chúng ta đi mua cái gì hay là làm gì cũng phải câu coi cẩn thận chẳng lẽ là... về đặt để ra trời mà Thấy tính không? này mày tính này mình rất là cẩn thận nếu mà đi mà thí dụ mà để mà trước khi mà chuyến bay nào đó thì em cũng kiểm tra hành lý rất là cẩn thận